1, 2, 3. Ôi, nó thực sự nó lạnh ấy. Hôm đấy là cả nhà mình có chuyến đi du lịch siêu ngắn đến Hạ Long, có ba gia đình và hai ông bà. Thế nhưng mà chưa gì bọn mình đã bị lạc đường mọi người ạ. Quay đâu bố, đi thăm bố. Nhập vào hải quân. Hải quân à? Trông nó lạ lắm anh Cố ơi. Vào rừng rồi. Nhìn đây. Đó bạn sẽ đến điểm đến. Quay làm sao được? Đến thành chỗ này đi. Đây. Tìm vậy chứ. Đây là gì mà cháy đi. Vòng lại vui, vòng lại vậy. Alo mẹ. Quay lại vậy. Con ghi vậy cháy nó ra đúng rồi đấy. Con lên đúng theo đường nó chỉ thế. Lần trước mình có phải gửi xe đâu bé nhỉ? Có được chưa? Được. Lại chăn lốt cái này để cho nó được hai lốt. Còn đây là bãi tắm thôi, đấy không phải bãi cháy. Đúng chưa bãi cháy luôn. Đấy đúng chưa điểm trên. Nếu mà đi thẳng tôi đi thì thôi. Bà không mặc váy xanh hôm qua à? Váy xanh chưa? Không á. Bất kỳ ra. Ông ăn cái kem giờ đi này. Đậu xanh à? Đậu xanh. Đây đậu xanh đâu. Không ăn được. Đúng màu xanh. Giống màu cái túi của em. À Linh Quỳnh Anh đâu? Tự nhiên lại im lặng nên là mình nói vào đây cho mọi người đỡ cô đơn. Tôi đã đến nhà hàng ăn trưa ngày hôm nay. Bé ơi, đâu vịt đâu? Cái bộ trắng nhỉ? Toàn đều con gà mà. What? Cái còn nhiều con ở trong kia kìa. Trứng cá này. Nó đang tiến đến gần. Ôi chân nó như kiểu bị sao nhỉ? Chân nó đi buồn cười nhỉ? Còn đấy là đúng con gà ấy đấy. Thế nó kêu kìa. Con này không sợ người nhỉ? Đây em bắt con này đi này. Chị không biết bắt đâu. Chưa thì nó đã chạy rồi. Cứ gọi bằng tiếng đấy. Cứ gọi bằng tiếng đấy. Quệt.
nó cứng mà. Cái tay cổ lên mềm quá nữa. Nó không ăn trên tay à mà? Nó rỗi. Mọi người. Đấy. Úi. Ta không giết mày đâu mà sợ. Cô đi ra bên kia bên nhà công an nó cho mình. Mình làm ăn luôn. Mong bà ăn cơm ạ. À đây là bà ăn cơm. Mong bà ăn cơm ạ. Ờ các bạn cơm mà em chị ăn cơm. Cái gì? Con sẽ ăn nhiều vào chúng mới đi. Con đúng con kỳ đà nhỉ? Con kỳ đà bắt về nuôi luôn, không phải thằng nằn đúng không? Không phải cầm nuôi nó đi bán con kỳ đà, biết đấy kỳ đà mà. Con kỳ đà thì sao? Rồi cái con này nó luôn nuôi được mà, con này nuôi được cái bố nuôi à? Bố nuôi à? Nghe thằng nuôi không phải là một vé số 7. Không, cảm ơn ạ. Mất tiền thuê xe. Cẩn thận con dao đấy bé ạ. Vâng. Ông uống chưa? Uống sẽ là con dao. Đâu đây là cái gì đây? Ui, con chó to gì vậy? Hả? Con hải cẩu kìa. Con tiền hiệu máu mày. Sao đi chơi mà cũng gian nan này. Hơi mệt mỏi vậy. Sao cứ đi mãi? Đi mãi. Nhà game đâu? Nâu. Rồi rồi em lên đi, em lên. Không phải em sợ. Vì anh hơi nhiều câu hỏi. Em kéo từ bên kia, bên đấy bên ngắn. Bên này. Ôi mà có chả nhìn thấy gì. Đeo hai kính chèn nhau được không ạ? Ừ, chị đang đeo hai kính đây. Ông ơi, ông có sao mà? Không mà nó chỉ có là... Nó chỉ lắc ghế. Ừ, chỉ có làm nước rồi. Là mình... Ừ đấy, chỉ có thế thôi. Ông có chơi được cái này không? Chơi được. Sao ông có sao không? Không, không có đề gì nhau. Không có tiếp qua sao chị thấy nó cứ rung mắt. Ừ, mình chả nhìn ra cái gì. Ừ. Đây là Quỳnh Anh ơi, chơi cái này này. Mèn đét, mèn đét, cái này chơi. Đấy, ngồi vào đấy chơi này. Đang chơi với Bạch Tuyết chú lùn này. Bạch Tuyết luôn riêng. Đây, chú Bạch Tuyết mà không không. Đây, bé ở chơi mày. Em sợ chơi của mình á. Bé tí. Đá hơi trơn à. Em có muốn lên đây không? Em sao lên được? Ngoài có cái khu nước kìa. Ờ, trông rộng cực, có cả một cái khu đất gì ấy, không biết. Công viên gì ấy? À, công viên điêu khắc. Ờ. Ôi, trông hay nhỉ? Không leo trèo. À, chúng mình đi đâu ở Quỳnh Anh? Đang đi xem cá heo. Đúng rồi, xem cá heo, xem hải cẩu. Đâu, ngồi đâu nào? Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu xin được chào mừng quý vị đã đến với sâu diễn Vũ Điệu Đại Dương. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ chương trình biểu diễn chính thức được bắt đầu. Và đầu tiên mà chúng tôi muốn được giới thiệu với tất cả quý vị chính là diễn viên hải cẩu Jenny. Bạn ấy năm nay 8 tuổi và có trọng lượng cơ thể là 30 kg. Thì có thể thấy rằng Jenny có tốc độ bơi rất nhanh. Anh
Xin mời. Rất thị trang. Lắp vào nghệ thuật. Và đấy sẽ vừa bơi và vừa lắp vào. Bước nhảy đầu tiên của Lắp Xa. Ôi, nó thực sự rất lành ý. Chúng mình đang có mặt ở bãi tắm Tuần Châu. Unforgettable. Now I'm